Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Trà Tiên Lầu. Và chắc hẳn là nhiều người chưa biết đến ở Việt Nam mình có những loại trà nào và những loại nào được gọi là ngon nhất. Sau đây em sẽ chia sẻ với mọi người về 5 loại trà được gọi là ngon nhất tại Việt Nam. Và mọi người hãy cùng theo dõi để biết đó là những loại trà nào nhé. Trà san tuyết cổ thụ. Đây được xem là đệ nhất danh trà của Việt Nam. San tuyết là cây trà chủ yếu mọc hoang dã tại các vùng núi cao sương mù bao phủ thuộc vùng Tây Bắc của Việt Nam. Vì sống trên độ cao từ 1.000 đến 2.800 mét so với mực nước biển, khí hậu quanh năm lạnh và sương mù khiến cây trà san tuyết sinh trưởng chậm hơn so với những cây trà thông thường khác. Nhờ môi trường sống cách biệt không có tác động của hóa chất và con người, nên trà san tuyết thường có tuổi thọ lớn từ 100 đến 300 năm tuổi trở lên. Rất nhiều chuyên gia trà đánh giá đây là loại trà ngon nhất của Việt Nam. Hiện nay, ở Việt Nam có 6 tỉnh miền núi Tây Bắc có sự hiện diện của cây trà quý này như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Hòa Bình. Mỗi vùng khác nhau lại có những giống trà khác nhau. Càng lên cao, cây chè càng phát triển chậm nhưng chất lượng búp trà càng tốt và cho ra những sản phẩm có hương vị càng ngon. Sơn La và Yên Bái là những nơi được đánh giá cao về chất lượng trà san tuyết. Những búp chè san tuyết được thu hái qua công đoạn lựa chọn kỹ càng trước khi được đưa vào chế biến để cho ra những loại trà hảo hạng. Khi uống, bạn cảm thấy vị chát, đặc biệt là vị hậu ngọt và rất sâu. Loại trà thứ hai là trà Tân Cương Thái Nguyên. Nếu được hỏi trà nào ngon nhất Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến trà Tân Cương Thái Nguyên. Đây là loại trà nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Trà ngon được dựa trên những tiêu chuẩn đó là thanh, sắc, vị, thần. Thanh nghĩa là khi pha trà lên, trà có màu nước ánh sáng nhẹ nhàng như mật ong, có chút màu xanh nhẹ. Sắc là cánh trà cong như móc câu, đều đặn, nếu nhìn thẳng sẽ thấy màu đen, khi nhìn nghiêng sẽ thấy màu xanh. Vị là khi uống sẽ có vị chát êm, uống xong có vị hậu ngọt trong khoang miệng. Hương cốm mà uống trà đem lại sự sảng khoái thanh thoát đó là thần. Một ấm trà có đầy đủ 4 yếu tố đó sẽ đem lại cho người thưởng trà một cảm xúc rất đặc biệt. Và không sai khi xếp hạng trà Tân Cương Thái Nguyên là loại trà ngon nhất Việt Nam. Thứ ba là trà sen Tây Hồ. Trà sen là một loại trà ướp hương. Đây là một loại trà đại diện cho văn hóa trà Việt Nam, mang đậm linh hồn của quốc thể. Để có một ấm trà ngon, việc đầu tiên phải lựa chọn những búp chè một tôm hai lá. Còn nói về sen, phải được hái từ khi trời mới hửng sáng hơi sương, hấp thu tinh úy của trời đất. Bông sen còn đấm hương ấy, tách lấy phần gạo giải đều. Cứ một lớp trà là một lớp gạo sen. Cứ liên tục từ 7 đến 9 lần như vậy. Thông thường 1kg trà cần từ 1.000 đến 1.800 bông sen. Vì công phu như thế cho nên một ấm trà sen có thể uống rất nhiều lần với hương thơm rất lâu, ngao ngát. Thứ tư là trà ướp hoa lài. Đúng như tên gọi của trà lài, một trong những hương trà ngon nhất Việt Nam được nhiều người ưa chuộng. Đây là loài hoa có mùi thơm nhẹ nhàng, tinh khiết và rất bền. Để cho ra một sản phẩm trà lài hảo hạng thì hoa phải được hái vào buổi trưa lắng, khi lụ hoa còn chúm chím chưa lở. Sau khi hái phải đợi đến buổi tối khi cánh hoa lở, lúc đấy ướp hoa vào trà thì mới đậm hương. Công đoạn làm trà thường phải xen kẽ một lớp hoa, một lớp trà, ướp khoảng một ngày rồi lại đổ ra một lớp hoa mới. Là một loại trà thơm ngon đặc biệt. Để pha trà lài ngon, người ta phải lưu ý không dùng nước nóng già quá, sẽ làm hương của trà bay mất. Nước của trà hoa lài tươi màu vàng, vị ngọt thanh, chát nhẹ, hương thơm lài quẩn quanh dịu dàng đến nao lòng người. Thứ năm là trà ô long. Trong cảm quan của rất nhiều người Việt Nam, trà ô long có hình viên tròn khác hoàn toàn so với những loại trà khác. Trà ô long có độ oxy hóa từ 8 đến 80% và có mùi thơm nhẹ nhàng, nước xanh vàng, vị dịu nhẹ, rất dễ uống và có rất nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe. Trà ô long được cả thế giới đánh giá cao về phẩm chất, trà thơm, giàu mùi vị, hậu vị kéo dài, tất cả đều tinh tế. Có thể pha được rất nhiều lần nước, trà ô long cũng được rất nhiều người sành trà sử dụng. Vừa rồi là những chia sẻ của em về 5 loại trà ngon nhất tại Việt Nam.
Hy vọng là đã đưa đến những kiến thức bổ ích đến cho tất cả mọi người. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.